Lời Chúa thứ tư sau Chúa Nhật thứ 28 thường niên, ngày 12 tháng 10 năm 2022. Con đây vẫn tin vào lòng thương xót, cho dù đời ngập bao sóng gió, cho dù đời ngập bao nguy khó. Lời Chúa thứ tư sau Chúa Nhật thứ 28 thường niên, ngày 12 tháng 10 năm 2022. Thưa anh chị em và các bạn, mỗi ngày thứ tư chúng ta hãy chạy đến với Thánh Giuse, khẩn nài Ngài cầu bầu cho các gia đình đang gặp những khủng hoảng về tinh thần, về vật chất. Những gia đình làm ăn thất bại, nợ nần chồng chất, phá sản, thất nghiệp, xin cho họ có điều kiện để trả nợ và công ăn việc làm ổn định. Những gia đình đang rạn nứt có nguy cơ đổ vỡ vì vợ chồng hiểu lầm, nghi ngờ nhau, thiếu thông cảm, tha thứ cho nhau, xin cho họ có lòng xót thương, bỏ qua những sai sót, những lỗi lầm, chấp nhận nhau, tha thứ cho nhau để gia đình có được bình an và hạnh phúc. Mời anh chị em và các bạn lắng nghe lời Chúa thứ tư sau Chúa Nhật thứ 28 thường niên. Bài đọc 1 năm chẵn. Trích thư của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Galat, chương 5 câu 18 đến câu 25. Bài trích thư của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Galat. Thưa anh em, nếu anh em để cho thần khí hướng dẫn thì anh em không còn lệ thuộc lề luật nữa. Những việc do tính xác thịt gây ra thì ai cũng rõ, đó là dâm bôn, ô uế, phóng đãng, thờ quấy, phù phép, hận thù, bất hòa, ghen tuông, nóng giận, tranh chấp, chia rẽ, bè phái, ganh tị, say sưa, chè chén và những điều khác giống như vậy. Tôi báo trước cho mà biết, như tôi đã từng bảo, những kẻ làm các điều đó sẽ không được thừa hưởng nước Thiên Chúa. Còn hoa quả của thần khí là bác ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nhục, nhân từ, từ tâm, trung tín, hiền hòa, tiết độ. Không có luật nào chống lại những điều như thế. Những ai thuộc về Đức Giêsu Kitô thì đã đóng đinh tính xác thịt vào thập giá cùng với các dục vọng và đam mê. Nếu chúng ta sống nhờ thần khí thì cũng hãy nhờ thần khí mà tiến bước. Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa. Mời anh chị em lặp lại câu đáp. Lạy Chúa, ai theo Ngài sẽ nhận được ánh sáng ban sự sống. Phục thay người chẳng nghe theo lời bọn ác nhân, chẳng bước vào đường quân tội lỗi, không nhập bọn với phường ngạo mạn kiêu căng, nhưng vui thu với lề luật Chúa, nhầm đi nhầm lại suốt đêm ngày. Lạy Chúa, ai theo Ngài sẽ nhận được ánh sáng ban sự sống. Người ấy tựa cây trồng bên dòng nước, cứ đúng mùa là hoa qua trổ sinh, cành lá chẳng khi nào tàn tạ, người như thế làm chi cũng sẽ thành. Lạy Chúa, ai theo Ngài sẽ nhận được ánh sáng ban sự sống. Ác nhân đâu được vậy, chúng khác nào vo trâu do thổi bay, vì Chúa hằng che chở nẻo đường người công chính, còn đường lối ác nhân đưa tới chỗ diệt vong. Lạy Chúa,
ai theo Ngài sẽ nhận được ánh sáng ban sự sống. Hallelujah, hallelujah. Chúa nói, chiên của tôi thì nghe tiếng tôi biết chúng và chúng theo tôi. Hallelujah. Mời anh chị em mở Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 11, câu 42 đến câu 46. Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, Đức Giêsu nói: Khốn cho các ngươi, hỡi các người Pha-ri-siêu! Các người nộp thuế thập phân về bạc hà, vân hương và đủ thứ rau cỏ, mà sao lãng lẽ công bình và lòng yêu mến Thiên Chúa. Điều này phải làm mà các điều kia cũng không được bỏ. Khốn cho các ngươi, hỡi các người Pha-ri-siêu! Các ngươi thích ngồi ghế đầu trong hội đường, thích được người ta chào hỏi ở nơi công cộng. Khốn cho các ngươi như mồ mả không có gì làm dấu, người ta dẫm lên mà không hay. Một người trong số các nhà thông luật lên tiếng nói: Thưa Thầy, Thầy nói như vậy là nhục mạ cả chúng tôi nữa. Đức Giêsu nói: Khốn cho cả các ngươi nữa, hỡi các nhà thông luật! Các ngươi chất lên vai kẻ khác những gánh nặng không thể gánh nổi, còn chính các ngươi thì dù một ngón tay cũng không động vào. Đó là lời Chúa. Tạ là Chúa Kitô, lời khen Chúa. Thưa anh em, Thánh Phaolô thư gửi tín hữu Galat, bài đọc 1 năm chẵn ngày thứ tư sau Chủ nhật thứ 28 thường niên nói: Thưa anh em, nếu anh em để cho thần khí hướng dẫn thì anh em không còn lệ thuộc lề luật nữa. Chúng ta lệ thuộc lề luật khi mình phải tuân theo những quy định này, quy định kia. Thì cũng đúng thôi, cũng tốt thôi. Lề luật nó giúp cho mình sống cho nó có trật tự, cho nó có nề nếp, cho nó có kỷ cương, cho nó đoàn hoàng, cũng tốt thôi. Chứ không thì nó bừa bãi, nó chẳng còn luật lệ nào cả. Muốn ăn thì ăn, muốn ngủ thì ngủ, muốn chơi thì chơi, đâu có được. Nếu anh ở một mình, anh ở một ngoài hoang đảo đó, anh muốn làm gì anh làm. Còn bây giờ anh sống trong một tập thể, trong cộng đoàn, thì anh phải có những quy định, có những cái luật để giúp cho cuộc sống mình nó ổn định, nó trật tự, nó hài hòa, nó an toàn hơn. Bắt buộc phải như vậy. Đi ngoài đường, anh ở trong rừng, anh chạy xe, muốn chạy sao chạy, có đèn xanh hay đỏ, có quẹo trái, quẹo phải không? Muốn quẹo đâu quẹo, trong rừng. Còn khi anh vào thành phố rồi, có những người dân tộc họ quen, họ chạy ngoài rừng, đường rừng quen nữa. Đèn xanh, đèn đỏ hay cảnh sát gì họ cũng chẳng hề để ý, chẳng biết gì cả. Anh ấy chở hai người rồi anh đang chạy. Anh cảnh sát thấy vậy, thổi còi, đưa tay phất dừng lại để phạt vì chở ba người đó. Anh đi ngang qua bảo: Thôi ông ơi, có hai người rồi ông còn vẫy chở ba chỗ đâu mà đi. Thôi nhá, phóng về ông vù đi mất rồi, cảnh sát ớ đó. Ớ đó không hiểu gì hết. Nó chở hai người còn vẫy vẫy qua giang đưa đủ chỗ đâu mà ngồi nữa. Thôi nhá, để sang sau. Nhiều người mấy xe sau chở có một à, ông vù đi luôn. Cảnh sát ớ ớ ớ. Những người không biết luật thì không đáng trách. Nhưng mà có những người ở thành phố mà cứ đèn đỏ mà cứ vượt thì thôi, bị phạt thôi. Hay là đi lấn đường chẳng hạn, hay là chạy quá tốc độ. Và nhất là uống rượu mà chạy xe thì quá tội. Bên nó cho là đó là tội ác á. Bên Mỹ mà dừng xe mà thấy có mùi rượu là còng tay đem đi luôn. Vì gây ra tai nạn rất dễ. Thế thì có những quy định như vậy. Nhưng mà bây giờ nếu những người mà ý thức rồi, những người mà sống có ý thức rồi, thì họ tuân thủ còn hơn cả quy định của lề luật nữa. Hơn cả luật quy định nữa. Họ sống không phải là nô lệ cho lề luật,
nhưng mà sống thành một con người ý thức, một con người tự do. Vì điều đó là điều tốt, điều lợi cho tôi và cho mọi người thì tôi làm. Mặc dù chẳng thấy có quy định nào cả. Đâu có quy định nào mà giúp đỡ người khác đâu. Mà tôi thấy người khác cần giúp đỡ thì tôi giúp thôi. Đâu có quy định nào là phải cho người hành khất ăn xin con. Không quy định nào cả. Nhưng mà tôi không thể cầm lòng được trước những cảnh khổ của người khác thì tôi chia sẻ cho anh em của tôi. Thì lòng thương xót, tình yêu thúc đẩy tôi làm những việc đó, nó vượt trên cả những lề luật. Không phải vì sợ mà làm, cũng không phải vì làm để được thưởng, không. Không phải vì sợ phạt hay là để được thưởng, mà vì tình yêu thúc đẩy tôi. Lúc đó là ta đang được thần khí hướng dẫn. Vì Chúa Thánh Thần là tình yêu. Luật của tình yêu vượt lên trên những quy luật, trên văn bản, trên chữ viết. Chữ viết là chết. Cho nên anh tiến sĩ luật anh bạn tôi đó, anh cứ luật thôi. Cứ luật. Luật cấm thì không làm, mà luật không cấm thì cứ làm. Luật không bảo làm thì cứ không làm. Luật không bảo làm thì là không làm. Luật đâu bảo là mỗi ngày phải đọc 50 kinh, đâu có ghi trong giáo luật đâu, thì không làm. Cứ nhắc như vậy. Vậy thì mình dưới đạo, mình chỉ là người nô lệ của lề luật thôi. Luật Chủ nhật phải đi lễ đúng không? Thì tôi phải đi lễ. Mà nếu mà không bắt buộc thì tôi không đi. Nhưng mà nếu không bắt buộc tôi có đi không? Ngày thường. Ngày thường có bắt buộc không? Không. Tôi đi không? Đi. Như vậy thì nếu mà tôi là người được thần khí hướng dẫn, tôi được tình yêu thúc đẩy, tôi yêu mến Chúa, tôi mong muốn khao khát được gặp Chúa, được nghe Ngài nói, được rước lên mình thánh ngày, không phải chỉ ngày Chủ nhật như quy định của lề luật buộc, nhưng mỗi ngày dù là ngày thường vẫn cứ là ngày Chủ nhật, vẫn lòng khao khát mong mỏi như vậy, chứ không phải là ngày thường là chuyện nhỏ, còn ngày Chủ nhật mới là chuyện chính. Như vậy mình thành người nô lệ của lề luật rồi. Nãy cô em nói xong đi trễ vậy, giờ con đi lễ. Bảo đi lễ chưa? Bảo vẫn chưa. Mà sao vậy? Nói là 5 giờ lễ mà con ngồi chờ từ 5 giờ đến 6 giờ mà chả thấy gì cả. Bảo sao chờ được? Thì nếu không vì tình yêu thì ta chả chờ làm cái gì. Nhưng mà vì tôi khao khát, tôi muốn được tham dự thánh lễ, muốn được nghe lời Chúa. Vì hôm nay là ngày lễ bổn mạng của tôi. Vì tôi muốn được rước lên mình máu thánh Chúa. Vì hôm nay là lễ bổn mạng của tôi. Lễ bổn mạng đâu buộc phải đi lễ. Nhưng mà tôi khao khát, tôi muốn nên giống thánh bổn mạng của tôi. Tôi muốn rước Chúa, muốn nghe lời Chúa. Thì tôi đi tham dự thánh lễ. Có phải là nó vượt lên trên cả lề luật không? Chứ đâu phải là cái người làm như vậy là người phá luật lệ đâu. Mình để ý, được thần khí hướng dẫn thì tôi trên cả lề luật, chứ không phải chỉ dừng lại ở mức độ là luật cho phép hay không cho phép, luật buộc phải làm hay là không buộc phải làm. Thấp lắm. Thấp lắm. Vậy thì Thánh Phaolô cho mình phân biệt rõ ràng những cái việc mà do tính xác thịt gây ra và những hoa trái của Thánh Thần, của thần khí. Để cho thần khí hướng dẫn thì được hoa trái này, mà nếu để cho xác thịt điều khiển mình thì gây ra những việc này. Anh chị em đếm: dâm bôn, ô uế, phóng đãng, thờ quấy, phù phép, hận thù, bất hòa, ghen tuông, nóng giận, tranh chấp, chia rẽ, bè phái, ganh tị, chè chén và những điều khác giống như vậy. Vừa hết bằng này đốt ngón tay là bao nhiêu? Đếm thử, vừa hết bằng này ngón tay là bao nhiêu? 3, 4, 12, 12 cộng với 2 là 14. 14 những việc mà do tính xác thịt gây ra là nô lệ của tội lỗi của ma quỷ, là tính xác thịt. Dâm bôn, ô uế, phóng đãng, thờ quấy, phù phép. Rồi hận thù, ghen tuông, bất hòa, nóng giận. Rồi tranh chấp, chia rẽ, bè phái, ganh tị, say sưa, chè chén.
và những điều khác giống như vậy. Nhiều lắm, không phải là chỉ dừng lại nơi 14 đâu. Rồi những việc đó là do tính xác thịt mình, do cái tôi của mình. Nó thúc đẩy mình làm. Và cái tôi ấy được điều khiển bởi Satan, bởi ma quỷ. Mình đang để cho tính xác thịt, cho ma quỷ Satan nó điều khiển mình. Mình làm nô lệ cho nó. Còn ngược lại, Phaolô còn nhấn mạnh thế này: tôi bảo trước cho mọi biết, như tôi đã từng bảo, là những kẻ làm các điều đó, 14 điều này và những điều tương tự khác, là những người không được thừa hưởng nước Thiên Chúa. Nếu mà làm điều đó mà cứ cố tình đi vào con đường đó thì mất hạnh phúc đời đời, không được thừa hưởng nước Thiên Chúa. Còn nếu làm những điều đó mà ý thức nhớ lại mình là kẻ nô lệ, xin Chúa giải thoát con, xin quyền năng lòng thương xót Chúa giải thoát con. Và có rất nhiều người đã được ơn giải thoát này. 40 năm uống rượu có. Anh chị em đang coi những video mà chúng tôi gửi đến cho anh chị em. Có tất cả là 567 video nhân chứng lòng Chúa thương xót. Anh chị em đọc, nghe đi. Nghe đi, biết bao nhiêu người họ được ơn. Biết bao nhiêu người họ được ơn. Rượu chè 20 năm, xì ke 40 năm, rồi vợ nọ con kia, rồi thì vào tù ra khám, rồi chè chén say sưa, uống mỗi ngày 1 lít rượu là bình thường, rồi sau đó đánh đập vợ con đủ thứ hết. Ấy vậy mà khi đến với lòng thương xót Chúa, những con người đang sống theo tính xác thịt ấy, được Chúa Thánh Thần tác động, biến đổi, quay trở về với lòng thương xót Chúa, đón nhận quyền năng lòng thương xót Chúa. Ồ, hồi xưa nó tội lỗi, xưa nó bê bối vậy mà bây giờ nó tốt lắm cha. Thấy được hoa trái của Thánh Thần nơi những con người được lòng thương xót Chúa biến đổi. Đấy là bác ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, trung tín, hiền hòa, tiết độ. Mấy? 9 thứ. Bác ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, trung tín, hiền hòa, tiết độ. Không có luật nào chống lại những điều như thế. Có luật nào cấm làm bác ái không? Có luật nào bảo không được hoan lạc không? Có luật nào bảo là cấm bình an đấy nha? Có không? Không được nhẫn nhục? Có không? Từ tâm, trung tín, hiền hòa, tiết độ, ai cho làm? Có luật nào cấm không? Không. Những ai thuộc về Đức Kitô thì đã đóng đinh tính xác thịt mình vào thập giá cùng với các dục vọng và đam mê. Đóng đinh tính xác thịt mình vào thập giá cùng với những dục vọng và đam mê. Đấy là những người thuộc về Đức Giêsu Kitô. Không để cho xác thịt đam mê, những dục vọng, những ham muốn ấy, những việc làm đính xác thịt ấy, nó điều khiển, nó hướng dẫn mình nữa. Vì mình đã đóng đinh nó vào trong thập giá Đức Kitô rồi. Tội lỗi của ta Chúa đã mang hết lấy trên thập giá rồi. Khi mình đến với thập giá Chúa Giêsu, khi mình tôn vinh quyền năng lòng thương xót Chúa được biểu hiện nơi Đức Giêsu giang tay trên thập giá, trái tim mở ra, máu và nước tuôn trào, thì Chúa đã rửa sạch mình khỏi tất cả những đam mê, những tội lỗi, những dục vọng của xác thịt rồi. Gọi là đóng đinh vào thập giá là như vậy. Vì Chúa đã mang lên tất cả tội lỗi của ta, đã gánh lên trên thập giá hết rồi. Mình để cho Chúa thương, để cho Chúa xót, để cho Chúa rửa. Phải để cho Chúa rửa cơ. Phải mong muốn, phải khao khát được Chúa cứu cơ. Chúa không có ép. Chúa nói hãy đến với ta. Mà mình không đến, Chúa không nắm cổ lôi mình. Giống người cha đó. Người cha có thể sai gia nhân đi lôi cổ thằng con út về được không? Được chứ. Người cha có thể đích thân đi nắm cổ nó đưa về được không? Được chứ, nhưng mà không. Ngày ngày ra cửa chờ, hết sáng lại chiều, hết chiều lại đêm. Rồi hôm sau lại, từ sáng sớm bình minh đến hoàng hôn, cứ chờ, cứ đợi, cho đến khi thấy được nó lê gót
chân trở về, để ôm chầm lấy nó, xóa sạch những cái gì lỗi lầm của nó bằng cách thay cái áo mới, xỏ đôi nhẫn, xỏ đôi giày, xỏ chiếc nhẫn, xỏ đôi giày, mặc cho áo mới vào và mở tiệc ăn mừng. Và lúc đó hoa trái của Thánh Thần bắt đầu: thằng con nó tội lỗi như thế, bây giờ nó ngoan lắm cha ơi. Rất nhiều người đã nói với tôi những cái chuyện đó. Bây giờ nó chịu thương chịu khó lắm cha, từ khi mà nó nghe máy, nó biến đổi hoàn toàn 180 luôn. Từ khi nó chạy đến với lòng thương xót Chúa, bây giờ nó khác rồi, nó biết thương vợ, thương con rồi. Hai vợ chồng nó hiểu lầm nhau, cắn đắn nhau tí nữa thì vỡ ra cha. Vậy mà tôi nói thôi, hai vợ chồng chịu khó nghe máy đi, rồi cầu nguyện lòng thương xót đi, để ai cũng nhận thấy mình có lỗi. Em à, bây giờ anh thấy anh có lỗi, em xin lỗi anh, lỗi cũng tại em hơi cố chấp, anh hơi nóng tính, em hay giận dai, anh hay thù vặt. Cứ mỗi người kể ra lỗi lầm của mình. Ngày xưa thì anh là đồ khó tính, em là đồ khó ưa, anh là đồ thù vặt, em là đồ thù dai. Đổ lỗi. Và cuối cùng đục độ, nổ toang. Còn bây giờ em có lỗi, anh có lỗi. Như những ngón tay này, nó ngón này nó bổ túc cho cái khe kia và nó siết lại đều với nhau. Đấy, hoa trái của Thánh Thần ấy, để cho thần khí hướng dẫn, đừng để cho cái tôi mình thường khó anh chị em. Vì cái tôi mình nó hướng dẫn mình và mình cho rằng có lý chứ. Thì đúng là có lý theo kiểu thế gian. Quá tam ba bận thôi à nha. Có lý không? Có lý chứ. Lý của thế gian. Được đằng chân lên đằng đầu à. Thấy không? Có lý không? Lý chứ, lý của thế gian mà. Hòn đất ném đi thì hòn chì phải ném lại chứ. Đất cứ ném đi mà chẳng thấy chì đâu ném cái gì. Có lý không? Lý chứ, lý của thế gian. Đức Giê-xu mời gọi ta vượt lên trên những quy định của lề luật. Hòn đất ném đi, hòn chì không ném lại. Hòn đất vẫn cứ ném đi. Vì mình cho đi đâu cần phải đắp đền, cho đi đâu cần phải tính toán. Quá tam ba bận, thầy bảo các con tha thứ 70 lần 7 là không có giới hạn. Ố, đó, hoa trái của Thánh Thần bắt đầu. Anh ấy kể này anh không có bắt lỗi con nữa cha. Anh ấy biết nhận lỗi mình, con vui lắm. Rồi thì con làm sao? Tự nhiên con cũng thấy mình cũng có lỗi cha. Hồi xưa anh ấy đổ lỗi cho con bao nhiêu thì con đổ lỗi lại cho anh bấy nhiêu để con che lấp cái lỗi của con đi. Anh càng vạch lỗi con bao nhiêu thì con càng đổ lỗi cho anh ấy để con che lấp lỗi lầm của con. Chúng ta che lấp lỗi lầm của mình bằng cách là lôi cái lỗi người khác ra để phủ lấp lỗi lầm của mình. Và hai người như vậy thì chỉ vạch áo cho người xem lưng. Cô nói lỗi của tôi thì tôi cũng vạch lỗi của cô ra cho cô biết thế nào là lễ độ nha. Đừng có tưởng thằng này không biết đâu nha. Nhịn đấy nha, đừng có tưởng ngu đâu nha. Còn bây giờ, anh ấy nhận lỗi và đồng thời khi nhận lỗi thì con cũng thấy mình có lỗi. Anh ấy xin lỗi thì con cũng sẵn sàng tha thứ và cũng em cũng có lỗi với anh. Đó, hoa trái của Thánh Thần bắt đầu nảy sinh. Mà nếu chúng ta sống như vậy đó, thì chúng ta không còn để Chúa nói là khốn cho các ngươi nữa. Vì không phải là khốn cho người Pha-ri-siêu ngày xưa, còn bây giờ là không ai khốn đâu nha. Vì cái máu Pha-ri-siêu đó, cái hình thức đó, cái lối sống đó, cái kiểu sống đó ngày hôm nay vẫn còn đầy trong những người Kitô hữu, nơi cả chúng tôi những người tu trì nữa. Đấy là các ngươi nộp thuế thập phân bạc hà vân hương đủ muối thí rau cỏ, là những quy định, những luật lệ. Luật lệ là phải nộp thuế thập phân cái này, nộp thuế thập phân cái kia, ok, đó quy định. Nhưng mà các ngươi cho rằng như vậy là đủ rồi, cho nên các ngươi sao lãng điều quan trọng hơn là công bình và lòng yêu mến Thiên Chúa lại bỏ qua.
cứ giữ đúng luật lệ, cứ đúng nghi thức phụng vụ tốt, quy định phụng vụ phải thế này phải với kia đúng, nhưng mà quy định đó xong mình không có chú trọng đến lẽ công bình và lòng yêu mến Thiên Chúa thì mình chỉ là những người sống hình thức giả tạo bên ngoài mà thôi. Rất đúng luật phục vụ, rất đúng quy định, rất đúng nguyên tắc, nhưng mà là cỗ máy không hồn, vì chẳng biết xót thương người khác. Công bằng còn không giữ lấy gì mà bác ái. Sao lãng lẽ công bằng và lòng yêu mến Thiên Chúa? Những quy định ấy giúp cho mình, những quy định phụng vụ chẳng hạn, giúp cho mình yêu mến Thiên Chúa nhiều hơn, đúng hơn, sâu hơn, đẹp hơn. Chứ không phải quy định phụng vụ ấy làm cho mình trở thành con người cứng ngắc, thành những cỗ máy đọc kinh, những cỗ máy xì sụp lại, lại đúng 90 độ, giơ tay đúng 180, rồi phải đọc kinh vừa tông này tông kia đủ thứ những quy định. Và những quy định ấy là những cái máy, những cỗ máy làm mình trở thành con người máy luôn. Rồi công bằng chẳng có tôn trọng, đối xử bất công. Đối xử bất công với anh em mình mà không nghĩ rằng đó là điều sai à? Và làm chẳng vì lòng yêu mến Chúa, chỉ để mình được yên ổn lương tâm vì tôi đã làm đúng quy định. Chẳng có vinh danh Chúa gì hết trơn trong đó, có yêu mến Chúa gì hết đó. Miễn làm sao người ta không bị trách là cử hành phụng vụ không có sai một ly, không có một chật một chữ nào là được rồi. Như một cỗ máy vô hồn như thế thì khốn cho các ngươi, chứ không phải là hay ho gì đâu. Đáng nhẽ điều này phải làm mà điều kia cũng không được bỏ. Chứ không phải tôi cứ làm theo đúng luật rồi tôi không cần bác ái, chẳng cần công bằng, chẳng cần xót thương ai cả. Vì tôi làm đúng luật rồi tôi yên ổn rồi. Chết đấy, là sống theo xác thịt thôi, chứ không phải thần khí hướng dẫn. Thần khí hướng dẫn là điều này cần nhưng mà điều kia cần hơn, không thể bỏ được, không được phép bỏ. Thần khí hướng dẫn mình, vì đó là luật tình yêu, công bằng và lòng yêu mến Thiên Chúa mà sao bỏ được. Nhưng mà mình sẵn sàng vì những quy định không cần công bằng, chẳng yêu mến Chúa gì cả, miễn sao đúng quy định, đúng luật lệ là được rồi. Khốn cho các người thích ngồi ghế đầu trong hội đường, thích người ta chào hỏi ở nơi công cộng. Khốn đấy, theo quy định lề luật mà thôi, hình thức bên ngoài thôi, kính bẩm miệng nó cúi, miệng nó chào, nhưng mà lòng nó ghét bỏ. Chào xong giơ cái nắm đấm, quay lưng đi là giơ cái nắm đấm, miệng lúc đầu thì dạ vâng, ô, rất là khân trọng, ừ, vâng, dạ vâng, kính. Sau lưng ghét bỏ, vứt đi. Khốn cho các ngươi như mồ mả, không có gì làm dấu người ta dẫm lên mà không hay. Không sinh hoa trái, như mồ mả là chết, như thấy ma chết rũ vì chỉ giữ đúng quy định mà luật lệ mà thôi. Mà không sinh được hoa trái là hiền hòa, người ta không thấy được. Các người làm lòng thương xót Chúa mà người ta không thấy được lòng thương xót ở đâu cả. Có thấy anh ấy biểu hiện lòng thương xót đâu. Hôm qua ta mới nói, đức tin phải được biểu hiện bằng đức bác ái mà chẳng thấy đâu cả. Chỉ thấy anh làm đúng luật thôi, anh về đóng tắt đèn đi ngủ thôi, chẳng quan tâm đến ai, tránh nhà hàng xóm bình chân như vậy. Nhưng mà tôi vui, người ta dẫm lên mà không thấy gì cả, không biết gì cả. Wow, anh đó, hữu xạ tự nhiên hương đó. Đúng tông đồ lòng thương xót. Sao biết? Lại gần anh đi, sống với anh đi thì sẽ biết. Chứ không phải là mồ mả dẫm lên mà không biết gì đâu. Rồi cái ông thông luật nói, ông vậy thành nhục mạ cả chúng tôi nữa à? Chúa Giêsu có bảo, vâng, và tôi xin lỗi, tôi nói cái ông Pharisêu chứ, còn ông tôi không dám đâu, ông là luật sĩ, ông là thầy thông luật mà tôi không dám đụng đến đâu, có không? Không. Khốn cho cả ngươi nữa nhé, các nhà thông thái nhé. Các ngươi chất lên vai người ta những gánh nặng không thể gánh nổi. Nhà thông luật chất lên vai người ta bao nhiêu gánh nặng của lề luật, của quy định, của nguyên tắc. Chất đầy lên bao nhiêu gánh nặng. Mà chính các ngươi một ngón tay cũng không đụng vào. Chỉ bắt người ta làm mà mình không làm.
chỉ có nói thôi mà không có làm. Xin Chúa cho mỗi người được noi gương Thánh Giuse đứng công chính, nói thế nào làm thế đó, có lòng xót thương anh chị em mình, và dù là nghèo khổ thế nào mà vẫn luôn luôn tỏ ra là hoa trái của Thánh Thần, bác ái yêu thương, nhất là đầy lòng xót thương. Mời anh chị em cùng ngước nhìn lên Thánh Giuse và khẩn nài Thánh Giuse cho chúng ta có được tinh thần ấy. Mời anh chị em mở trang 99, lạy Thánh Giuse, vinh hiển trên nơi diệu quang, xin cho chúng con được sống đầy hòa trái của Thánh Thần chứ không theo tính xác thịt. Lạy Thánh Giuse, vinh hiển trên nơi diệu quang, người được Thiên Chúa phong ban tước lộc cao sang. Nhớ khi sanh tiền, Cha đã giữ gìn thành thật, giam xin hộ phù đoàn con cái nơi trần gian. Mừng lạy Cha tri nhân tri lành, là bạn thành sạch đức nữ trinh. Nhân đức Cha rạng ngời soi chiếu muôn ngàn đời, nguyện cho con noi dấu người liên, để sau được vinh phúc vô biên. Mời anh chị em mở trang 9 cùng đọc kinh rước lễ thiêng liêng. Lạy Đức Chúa Giêsu, con tin thật Chúa ngự trong phép mình thánh, con kinh mến Chúa trên hết mọi sự, cùng ước ao chịu lấy Chúa trong linh hồn con. Song le bây giờ con chẳng có thế mà chịu Chúa cho thật được, thì xin Chúa ngự vào linh hồn con cách thiêng liêng vậy. Chẳng khác gì như Chúa đã ngự vào thật, thì con xin nắm lấy, cùng hợp làm một cùng Chúa cho trọn. Xin Chúa chớ để cho con lìa bỏ Chúa bao giờ. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng Cha. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Chúc anh chị em luôn được bình an. Chuyện đạo, chuyện đời. Ngày 12 tháng 10, Thánh Seraphim Monte Granero. Chuyện đạo, chuyện đời. Ngày 12 tháng 10, Thánh Seraphim Monte Granero. Thánh Seraphim Monte Granero sinh năm 1540 tại nước Ý. Khi còn là cậu bé, Seraphim phải đi chăn cừu thuê để kiếm sống. Song thân Seraphim qua đời lúc ngài vẫn còn nhỏ, và Seraphim được một người anh trai nhận về nuôi nấng. Nhưng anh này rất ư hà khắc với Seraphim và thường hay xử tệ với ngài. Suốt thời thơ ấu và những năm vị thành niên, Seraphim Monte Granero hằng tin cậy vào Thiên Chúa
và dùng rất nhiều thời giờ để cầu nguyện. Thậm chí dù không có sự hiện diện của song thân yêu quý, Seraphim cũng nhận biết Thiên Chúa là người cha rất mực yêu thương, hằng quan tâm, chăm lo cho mình. Khi lên 16 tuổi, Seraphim Montegranero cảm thấy Thiên Chúa mời gọi mình sống cuộc đời thánh thiện. Ngài quyết định xin gia nhập dòng Francisco Cappuccino với tư cách là một trợ sĩ. Cuối cùng, Seraphim nhận thấy nơi đây thật là một gia đình mà trong đó các tu sĩ sống quý mến nhau. Chẳng bao lâu, Seraphim trở nên nổi danh vì sự khôn ngoan và vì đời sống thánh thiện. Người người từ khắp nơi lần lượt kéo đến xin thánh nhân hướng dẫn những vấn đề thiêng liêng. Seraphim Montegranero đặc biệt tận tụy giúp đỡ những người nghèo khổ. Ngài lãnh nhận sức mạnh và ân sủng để tiếp cận với tha nhân nơi Chúa Giêsu thánh thể. Thánh Seraphim Montegranero về trời ngày 12 tháng 10 năm 1604 và được tôn phong hiển thánh năm 1767. Thưa anh chị em và các bạn, qua câu chuyện của Thánh Seraphim Montegranero, chúng ta thấy dù cho Ngài không được tận hưởng thời thơ ấu hạnh phúc trong một gia đình đầm ấm, nhưng thánh nhân cũng vẫn nhận biết mình được Thiên Chúa yêu thương và Thiên Chúa là cha của hết thảy mọi người. Chính tình yêu mà Seraphim Montegranero từng trải nghiệm này đã giúp thánh nhân có thể yêu mến tha nhân. Thực sự nếu không có ơn Chúa mà phải trải qua gọi là tuổi thơ dữ dội như là Seraphim Montegranero, khó mà trở thành một cậu bé ngoan, huống chi là một vị thánh nữa. Vì thường các bé lớn lên, sự giáo dục của gia đình hay là của những người thân, bầu khí gia đình sẽ giúp các em trở thành một người tốt hay trở thành một người trầm cảm, một người tự kỷ, một người lầm lì, một người hận đời. Ở đây bố mẹ mất sớm mà người anh của mình nhận về nuôi đối xử rất hà khắc và thậm tệ. Như thế thì cậu bé này dễ đi xuống chứ khó mà có thể ngóc đầu lên được. Lớn lên thành một thằng bé hận đời, hận người, rồi làm bất cứ cái gì để trả thù cuộc đời. Vì nó thiếu tình yêu thương, vì người anh ấy không có lòng thương xót em mình, mà vì thằng em nó không nhận được lòng thương xót từ người anh cho nên nó cũng chẳng biết xót thương người khác. Đúng là như thế đấy. Thường là như vậy. Cho nên bầu khí gia đình rất là quan trọng. Môi trường giáo dục đầu tiên là gia đình, đó là chủng viện đầu tiên. Và cha mẹ là những nhà giáo dục hết sức quan trọng, ảnh hưởng trên cuộc đời của các em. Vì tuổi thơ các em được hoặc bị cái gì thì sau này lớn lên nó cũng sẽ được hay là nó bị cái đó. Ấy thế mà. Đối với Seraphim Montegranero, Chúa có thể làm hơn những gì mà con người nghĩ rằng chỉ dừng lại mức độ đó. Theo đúng những cái quy luật hay là theo những thói tự nhiên là như thế. Vậy mà cậu bé này lớn lên suốt thời thơ ấu và những năm thành niên hằng tin cậy vào Thiên Chúa và dùng nhiều thời giờ để cầu nguyện. Và mặc dù là mồ côi bố mẹ sớm đấy, nhưng mà vẫn nhận biết Thiên Chúa là người cha hết mực yêu thương, hằng quan tâm chăm sóc cho mình. Khó lắm. Nó sẽ thấy hình ảnh người cha nơi ông anh của mình. Ông anh mình là người cha mà quyền huynh thế phụ, thay mặt bố để nuôi dạy em, mà hà khắc, mà hiếp đáp, mà bạo lực như thế, thì làm sao nhận ra được là một hình ảnh một Thiên Chúa giàu lòng thương xót được. Cho nên những người làm cha, những người làm thầy, ngay cả những linh mục chúng tôi, làm sao để cho người giáo dân, làm sao để người học trò, làm sao để người em, người con của mình nhận biết Thiên Chúa là đấng giàu lòng thương xót nơi hình ảnh mình là người trực tiếp ảnh hưởng trên các em.
Nó thấy hình ảnh một người cha, một người anh, một người thầy mà quá hà khắc, mà không có lòng thương xót. Làm sao nói rằng Thiên Chúa là người cha giàu lòng thương xót được với họ, với các em? Thứ hai nữa là khi Seraphim Montenegro xin vào trong nhà dòng, biết thân phận mình vừa nghèo vừa không có học, cho nên chấp nhận làm thân phận của một trợ sĩ, tức là những thầy hay là những sơ như là Faustina, chỉ làm những việc tay chân nặng nhọc, làm vườn, nấu ăn, coi cổng, làm vệ sinh. Chứ còn những việc khác, việc trí thức, việc đầu óc, nhường cho những người khác có học. Rõ ràng hai cái bậc sống khác nhau như vậy, có phân biệt đối xử ngay trong đời sống tu. Vì thế mà một số anh em xin đi tu mà thấy họ không có khả năng học, mà nói họ chọn bậc sống tu huynh, tức là làm thầy, thường ít lắm. Ai cũng đi tu là muốn mộng cao, là mình phải làm ít nhất là linh mục. Dĩ nhiên còn có những tham vọng làm giám mục khác nữa không chừng. Có những người đi tu mà đâu thoát khỏi cái tham vọng, cái danh vọng, cái chức tước, cái địa vị. Nhưng mà Montegranero biết mình, cũng như là Faustina biết mình, được ở trong nhà Chúa là được rồi, làm gì cũng được, không sao, miễn là được ở trong nhà Chúa. Ấy thế mà ta thấy tiểu sử các thánh, đọc lại đi, Chúa thường dùng những linh mục, những tu sĩ rốt bét trong nhà dòng, là những trợ sĩ, ví dụ như là ông thánh Martin da đen, ví dụ thánh Faustina, ví dụ như thánh Seraphim Montenegro hôm nay, và nhiều vị thánh khác nữa. Bề trên hay anh chị em tu sĩ linh mục ở trong nhà dòng không coi là cái gì cả, hèn kém rốt hết, mà Chúa lại nâng người hèn kém lên, lật đổ những người quyền thế xuống, như là kinh Magnificat mà Đức Maria đã tung hô Chúa. Chúa làm những điều kỳ diệu như vậy được, không phải là Ngài không có quyền, mặc dù giàu lòng thương xót, nhưng cũng tỏ quyền năng của Ngài ra để cho họ vững tin vào Ngài hơn. Và người ta đã đến để xin Montegranero cầu nguyện, để xin làm linh hướng cho họ, để xin ý kiến, rồi hướng dẫn về những vấn đề thiêng liêng. Người ta kéo đến như thế đấy. Cho nên không phải là mình có chức tước địa vị cao, hay là mình có bằng cấp, có học vị mà người ta kéo đến đâu, không. Quan trọng nhất là khi người ta nhận ra ở nơi con người mà họ đến có đời sống cầu nguyện, có đời sống đạo đức, có đời sống kết hợp mật thiết với Chúa, để họ đến họ nhận thấy rằng Chúa hiện diện nơi người đó, chứ không phải đến nào thấy rằng những bằng cấp, những học vị, những chức tước mà người đó đang mang, những mũ người đó đang đội trên đầu. Người ta không cần những cái đó đâu. Người ta cần một con người của Thiên Chúa. Và khi người ấy hướng dẫn người khác, không phải bằng trí khôn hay là bằng kiến thức của mình, có được học hành gì đâu, có được học về tiến sĩ tâm lý đâu, về khoa sư phạm nào đâu, nhưng mà lại hướng dẫn đời sống tâm linh của người ta, mà lại cầu nguyện cho người ta được ơn. Cho nên những người như vậy không phải lãnh nhận sức mạnh từ nơi con người, từ nơi những người có quyền thế, có chức tước, mà lãnh nhận sức mạnh ấy nơi việc tiếp cận với Chúa Giêsu. Chúa Giêsu thánh thể, Chúa Giêsu giàu lòng thương xót, mình càng gắn bó với Ngài, mỗi 3 giờ chiều mình tiếp cận, mình gym mình và đại dương lòng thương xót Chúa, thì khi người ta đến, người ta sẽ nhận thấy rằng đây là con người của lòng thương xót, đây là con người mà họ có thể tin tưởng được để xin khấn, xin cầu nguyện, xin nâng đỡ, xin hướng dẫn được. Lấy sức mạnh từ nơi thánh thể. Xin cho mỗi người chúng ta tin nhận Thiên Chúa yêu thương chúng ta và mong muốn trao truyền tình thương ấy cho người khác với tâm lòng cảm thông và quảng đại. Đặc biệt là các tông đồ lòng thương xót. Xin cho anh chị em, tôi cũng như anh chị em mình, cảm nhận được lòng thương xót Chúa nơi chính mình.
Mặc dù cuộc sống của mình có đau khổ, có cơ hàn, có vất vả, mặc dù tuổi thơ có dữ dội, tuổi thơ có đau khổ như thế nào đi chăng nữa, nhưng mà Thiên Chúa càng yêu thương những con người đau khổ, những con người bị bỏ rơi, những kẻ mồ côi, những con người bất hạnh như vậy. Và khi mình cảm nhận được Thiên Chúa yêu thương mình như thế, thì những người khác đến với mình cũng sẽ cảm nhận được nơi mình một Thiên Chúa đầy quyền năng và giàu lòng thương xót. Amen.